gia chương trình của chúng tôi. Hãy chúc người chơi gặp nhiều may mắn. Vậy bật tất cả các bạn để theo dõi chương trình. Năm chai nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị được bào chế từ thảo dược thiên nhiên, áp dụng phương pháp cai thuốc lá có tỷ lệ thành công cao nhất hiện nay. Nước xúc miệng cai thuốc lá thanh nghị trợ thủ đắc lực cho quá trình cai thuốc lá, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Thanh Nghị. Sản phẩm nào cũng tốt, giá cả cũng hợp lý hết, nhưng bốn sản phẩm nào sẽ dưới 1 triệu đồng? Khán giả sẽ tư vấn cho bạn, bởi vì đây là những người tiêu dùng rất thông minh và có cả bà xã bạn cho nó nữa. 1 triệu đồng. Bây giờ còn một sản phẩm nữa thôi. Tiếp tục chơi không hay dừng lại đem 1 triệu về cho vợ nào? Em tiếp tục chơi tiếp ạ. Chúng ta còn thảo dược này, còn muối và còn nước xúc miệng. Ô 6, nước xúc miệng cai thuốc lá sẽ là. Chúng ta sẽ mở thêm một ô số nữa, xin mời. Không cần. Đã có 10 triệu đồng rồi, Tân ơi vào nhận đi nào. Chút kinh nghiệm cho các quý ông, cứ nghe lời vợ đi, có gì vợ sẽ chịu tất cả. Và bây giờ nghe lời vợ, bạn sẽ đã có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn tới một lần nữa. Và bây giờ tìm đến người chơi kế tiếp đi nào.